hiện tại đang đấu sao nè. Đấu sao tức là gì? Sao là đây là 3 điểm chung nè, 3 điểm chung đúng không? Ở đây là ba cái này sẽ đi ra ra 3 giây 3 pha để mà xài. Còn về anh đấu lại á, là anh gỡ ban ốc này ra, anh lấy cái thanh đồng chung này ra. Xong rồi anh tìm, tốt nhất là nên tìm những thanh đồng, xong anh khoan hai cái lỗ à. Anh bắt ở đây một cặp, đây một cặp, đây một cặp nha. Đây một cặp, đây một cặp, đây một cặp, xong rồi á thì anh đưa 3 giây ra. 3 giây trên bên đây cũng được, hoặc 3 giây bên đây cũng được. Tại vì sao? Tại vì nó đã nối chung với nhau rồi. Nó đã nối chung với nhau rồi cho nên là anh lấy bên nào cũng được nha. Nhưng mà đừng có lấy bên này cái đây cái a à, được giống nhau hết. Nói chung là khi đấu tam giác lại thì là anh lấy cọc này ha, điện ra là ok. Hoặc là anh lấy cọc này cũng được. Cọc này cũng được, nhưng mà cơ bản lấy bên này hoặc bên này. Nhưng mà ở đây có cái lỗ nè, thì mình sẽ lấy bên đây nha, lấy bên đây ra. Hiện tại đang đấu sao ha. Gỡ bỏ thanh đồng chung này. Anh tìm ba cái thanh đồng, không anh khoan ba hai cặp lỗ nha. Đây nối lại với nhau. Đó. Thì là nó thành đấu tam giác. Và sau đó thì là anh sẽ đưa 3 giây 3 pha vào, thì anh đấu tiếp tục lên, đưa ra 1 2 3, đó là xong. Thực ra bây giờ em đấu lại thì gỡ bỏ thanh đồng này, bây giờ gấp gáp không có tìm được thanh đồng này để khoan nha, về anh nghiên cứu cho nó vui. Ốc này cũng không có nè, bây giờ nữa nhiều khi nó khó khăn. Ximen 2 con, vỏ nhôm có khía ha, bao ngon luôn, bao zin. Quay em ru tặng anh cái cánh này.